Chào các bạn nhá. Hôm nay á, thì nhồng nó mới về đây này, hay là người ta còn gọi là yến á. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp lên và cho các bạn xem là chăn thú mình khui thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nuôi, cách chăm sóc và cách dạy nó nói luôn chi tiết hơn các bạn ha. Trong đây thì mình cũng không biết là họ gửi cho mình bao nhiêu con nữa. À đây, đây các bạn nha. Đây là yến ha các bạn ha. Ở ngoài miền Bắc thì người ta gọi là yến, nhưng mà ở trong Nam thì người ta gọi là nhồng nha các bạn nhá. Thì cái loại này á thì rất là đơn giản, nuôi rất là đơn giản. Thì cái loại này nuôi rất là đơn giản các bạn nhé. Mình á thì mình sử dụng cắm gà này, hoặc là các bạn sử dụng cắm chim nhé. Các bạn trộn với nước, pha với tỷ lệ là 2 nước 1 cám để cho nó hơi sệt sệt như thế này này. Các bạn dùng cái thìa để xúc cho nó ăn, hoặc là cũng có thể sử dụng giống xi lanh bơm như mình này. Mình sử dụng giống xi lanh bắt đầu mình cho nó ăn. Đó, cho nó ăn như vậy các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng cơm nguội cho nó ăn nha các bạn nha. Nó rất là thích ăn cơm, loại nhồng nó rất là thích ăn cơm. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn để cho nó đỡ ồn đã, rồi bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc nhé. Đó, cho nó ăn như vậy thôi, cái há mồm mình đút thôi. Cái này nó đi xe về cho nên là nó đang còn đói á. Đang còn đói cho nên là nó đang đòi ăn rất là nhiều. Loại nhồng á, hay người ta còn gọi là yến này á, là cái loại mà nói tiếng rõ nhất trong tất cả các loại chim nha các bạn nhé. Không có chim nào mà có thể qua được cái giọng nói của con này hết. Nó nói rất là chuẩn. Mình sẽ cho các bạn xem một cái đoạn video này. Các bạn coi nó đọc thơ này, và nó nói Nam Mô A Di Đà Phật này, rất là rõ. Và nó cũng có thể hát được nữa nha các bạn nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói lại, con nói lại ơi. Hả? Nè con nói Nam Mô A Di Đà Phật mẹ nghe coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nuôi và chăm sóc như thế nào nhé. Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn, đây là loại chim biết nói. Nó đạt được cái giọng nói là rất là rõ nhất trong tất cả các loại chim, trong top 5 con chim biết nói tại Việt Nam đó các bạn nhé. Thì cái chim này á, là nó, tên gọi của nó là nhồng, hay người ta còn gọi là yến. Ở trong miền Nam sẽ gọi là nhồng, còn ngoài Bắc người ta gọi là yến. Cái chim này thì ở ngoài Bắc là nó không sinh sản được, mà toàn bộ cái nhồng này là đều ở trong miền Nam chuyển ra ngoài Bắc để buôn bán các bạn nhé. Mình thì chưa bao giờ thấy ở ngoài miền Bắc mà gửi một con nhồng nào vô trong miền Nam cả, mà chỉ toàn nhồng ở trong miền Nam gửi ra ngoài Bắc. Mình thì ở Đắk Lắk thì cái số lượng nó có rất là nhiều, cho nên là mình hàng năm mình hay gửi ra ngoài Bắc. Loại nhồng này á thì nó sống ở trong rừng rất là sâu và ven những cái con suối các bạn nhé. Nó làm tổ ở những cái nơi rất là cao, và thông thường thì một chấm một mái nó sẽ đi với nhau, nó không có đi thành đàn như các loại chim khác. Nhồng á, thì các bạn nên nuôi nhồng con, nuôi từ nhỏ lên, bởi vì nó chưa có cái giọng rừng. Thì khi mà nó lớn lên á, thì khoảng tới tầm 4 tháng thứ tư mà khi sinh ra thì nó sẽ bắt đầu nó học cái giọng. Thì lúc đó mình sẽ thay cha mẹ nó dạy những cái giọng người cho nó luôn. Tức là nó như một đứa con nít đó, nếu mình để nước ngoài thì nó sẽ nói tiếng nước ngoài, mà nói nước Việt thì nó sẽ nói tiếng Việt. Thì khi mà từ tháng 4 á, thì bắt đầu là cái thời gian nó học giọng. Thì các bạn chỉ cần nuôi khoảng 2 tháng là bắt đầu nó nói rồi, nói rất là tốt rồi. Và cái con nhồng này á, nó ghi nhớ, nó ghi nhớ rất là tốt cái giọng người. Nó có thể học được những cái câu rất là dài, ví dụ như là những cái bài thơ, hay là những cái một đoạn nhạc, một cái đoạn tiếng hát như thế nào đó.
thì cái con nhồng này á, cái bộ nhớ nó rất là tốt. Thì cái con nhồng này á, nó nhớ rất là tốt, nó có thể nó có thể đọc được những cái câu rất là dài. Như các bạn coi trên clip này, nó đọc được những cái câu phải nói là dài nhất trong tất cả các loại chim. Và cái âm thanh nó cũng phát ra cũng rất là giống tiếng người, giống gần như là 80%. Nam mô A Di Đà Phật, mày nghe coi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con hát cho mẹ nghe coi, hát coi. Mẹ hiền ơi, quê nhà chờ mong con về. Mẹ hiền ơi. Tiếp, hát tiếp. Hát này. À, thì các bạn một năm á, thì nó chỉ có sinh sản từ tháng 3 cho đến tháng 6 thôi. À, nếu mà các bạn có nhu cầu á, thì chỉ có mua ở cái thời điểm này là thích hợp nhất. Bởi vì á, nếu mà con nhồng á, ở ngoài rừng nó đã biết bay rồi á, và nó đi theo cha thì theo mẹ rồi á, thì nó sẽ nói theo cái tiếng của cha của mẹ nó, không phải nói mà là nó sẽ hót theo cái tiếng của cha của mẹ nó. Thì mình về mình dạy cho nó cái tiếng mà người á, thì nó rất là khó tiếp thu và nó khó nhớ, bởi vì nó đã biết được cái ngôn ngữ của nó rồi các bạn. Đó, cho nên là các bạn nào mà muốn mua thì chỉ có mua những cái dòng nhỏ nhỏ thôi nhá. Khuyên các bạn đừng nên mua những cái dòng lớn. Dòng lớn thì cái giá thành nó chỉ rẻ bằng 1/3 của con dòng non thôi. Ví dụ như là con dòng lớn thì nó chỉ dao động khoảng có tầm 650 thôi, chứ nó không có đắt. Đó, cho nên là cái giá dòng con lúc nào nó cũng chênh lệch khoảng gấp 3 lần đấy các bạn. Và tùy vào thời điểm nhá. Tùy vào thời điểm, ví dụ như là đầu mùa thì nó hơi khan thì giá nó cao hơn một tí, và giữa mùa nó nhiều thì nó sẽ lại giảm xuống. Và đặc biệt cuối mùa như thời gian này á, thì giá nó cũng đang nhích dần. Thì mình không tiện nói về cái giá cả, bởi vì mình chỉ hướng dẫn nuôi là chủ yếu các bạn nhé. Còn nếu ví dụ như là bạn nào mà có thích một con mình lựa cho con trống chơi á, thì cứ liên hệ vào cái số điện thoại thì mình sẽ gửi kèm cho các đơn hàng của các cái đại lý khác. Sẵn mình gửi thì mình gửi kèm vào luôn á. Cái loại này thông thường thì nó làm tổ ở cây rất là cao, và một tổ nó thì nó chỉ có 2 con thôi, nó không có nhiều hơn, và một tổ lúc nào cũng chỉ có 1 con trống và 1 con mái. Thì tất con trống và con mái thì chẳng ai quan trọng cái chuyện trống mái trong cái con nhồng này cả, bởi vì con trống với con mái thì nó đều nói rất là tốt, nói y chang luôn. Đó, như con này là từ tháng 4 này, con này nếu mà bây giờ các bạn dạy nói thì chỉ khoảng tầm 1 tháng nữa là nó nói thôi. Cái cách dạy nói thì các bạn có thể mua cái loa Bluetooth hoặc là sử dụng một cái điện thoại nào mà mình không sử dụng á, mình ghi âm một đoạn, ví dụ như là chào khách hoặc là có khách hoặc là một cái câu hát nào đó, và mở cho nó nghe. Các bạn nên mở nhiều lên một tí thì chỉ khoảng có tầm 2 tháng là nó sẽ nói thôi. Nhồng này thì nhanh nói lắm, rất là nhanh nói. Cái loại này á, nếu mà nuôi ở nhà á, thì các bạn nên sử dụng cám chim, hoặc là cứ một bữa các bạn cho nó khoảng 1/3 chén cơm trộn với lại một ít ớt cho nó thôi, là nó rất là thích ăn cơm trộn ớt nha các bạn nhá. Ăn cơm thì phải nói là nó ăn rất là nhạy luôn, nó rất là thích ăn cơm. Còn cách phân biệt trống mái của nó thì cái lúc mà một ổ từng ổ về á, thì nó có một con trống là con đẻ trước và con mái là con đẻ sau. Cái trứng trước là con trứng trống, thì cái con to hơn lúc nào cũng là con trống các bạn nhé. Như ở cái clip trước mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn rồi. Ngoài cám ra thì các bạn cũng có thể sử dụng chuối này, chuối hoặc cơm. Nếu cơm thì các bạn lấy thìa xúc cho nó ăn vậy đó, đút cho nó ăn vậy đó. Còn hoặc là chuối, con này thì cực kỳ dễ nuôi và rất là dễ nuôi luôn các bạn. Chưa hấu, thăng long này, tất cả nói chung là cái gì người ăn được là nó ăn được à. Các bạn cho nó ăn thoải mái luôn. Đó, chuối này. Mình bấu miếng nhỏ nhỏ vậy, mình nhét cho nó ăn. Đó các bạn ha, chuối đó. Nó rất là dễ nuôi. Nó thích ăn cơm lắm. Thực chất cái con nhồng này á, tức là những cái người mà họ đi kiếm những cái tổ nhồng này này, thì thực sự là có khi phải đánh đổi cả tính mạng họ. Họ đi vào những rừng và những cái cây rất là cao, phải nói là những cái cây mà thân nhỏ và cao, phải nói là cao vô cùng cao luôn. Nó làm tổ cao lắm các bạn, không phải như những cái loại chim khác mà họ làm, nó làm ở cành đâu, cái này nó làm toàn ở trên ngọn không à. Khi mà họ thấy được cái ổ nhồng này rồi á, thì họ phải ở lại để họ căn nó, để cho nó lớn rồi bắt đầu họ bắt.
chứ họ không có đi dám đi về đâu, tại vì sợ những cái người khác đó cũng đi tìm những cái con này này và thấy được và lấy mất. Và cũng có khi là những cái ổ mà có khi họ phải đánh nhau để giành giành giật đó, đó là những cái người đồng bào nhé các bạn nhé. Đánh nhau giành giật những cái con nhồng này này, những cái ổ nhồng này này. Đó, cái cảnh đó là mình cũng được nghe kể rất là nhiều lần rồi. Đó, sau khi ăn no thì ngủ vậy thôi. Chim con đó thì các bạn nên để trong những cái thùng có trải giấy hoặc là rơm hoặc là chấu để cho nó tránh cái trường hợp nó bị liệt chân đấy các bạn nhá. Thứ nhất đó là nó hay bị sưng cái khớp này, nếu mà các bạn để những cái mặt bằng mà nó nhám quá, nó không êm á, thì nó sẽ hay bị sưng cái khớp này. Và cái mặt bằng nó phải có độ bám, tức là nó phải có giấy để nó bám. Còn nếu không á, thì nó sẽ bị cái tình trạng mà hư cái chân của nó nhé các bạn nhé, hư chân như thế này. Đó, khi mà nó trơn quá, thì cái chân của nó sẽ bị sạc ra như vậy. Và lâu ngày thì nó sẽ không khép lại được nữa. Khi mà lớn lên là nó cứ sạc ra vậy luôn. Đó, các bạn thấy không? Nó trơn nè. Đó, là nó sẽ không, nó sẽ bị liệt và hư chân luôn. Đó, các bạn thấy không? Và cái tiếp theo, nếu mà nó không có đồ bám á, thì cái ngón này này, cái ngón này nó sẽ đưa ra đằng trước luôn và nó sẽ bị tật như này. Đó, còn khi mà nó có độ bám á, thì cái ngón này nó bắt buộc nó phải đưa ra đằng sau để nó bám. Cái nếu mà giả sử các bạn có nuôi á, hay là bắt ở đâu hay mua ở đâu về mà cái con chim này nó đã bị cái tình trạng mà cái ngón sau này nó đưa ra đằng trước á, thì mình cũng đã có cái hướng dẫn, cái clip mà hướng dẫn khắc phục cái lỗi chân ở nhồng á, thì các bạn coi ở trong cái kênh video của mình á, trong cái kênh chim cảnh á, thì nó có, mình đã có hướng dẫn rồi bằng cái ngón này đằng sau. Còn các bạn mà mua hàng của mình đó thì mình sẽ kiểm tra tật lỗi và bảo hành cho các bạn trước khi gửi. Đây là cái cách hướng dẫn chăm sóc nhồng con rất là đơn giản. Nếu các bạn nào mà chưa hiểu vấn đề gì á thì cứ điện thoại trực tiếp cho mình hoặc là để lại bình luận, mình sẽ làm clip hướng dẫn. Subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim để có thể xem thêm rất nhiều các mẫu lồng chim cu gáy, trà màu, họa mi, khiếu, sơn ca, và liên hệ trực tiếp với siêu thị lồng chim để được tư vấn.